xong rồi xong rồi. Bấm thử chút trên kia đã. À, anh ấn đi, ấn giữ nhẹ một tí. Bấm đúng nhả rồi. Luôn được. Anh ơi, bấm mạnh vào đang vào này, đang vào ấn một cái nó sẽ chạy ngược ra. Rồi. Khi nào mà trời mưa mình muốn mở một ít ấy, thì đang ra thì ấn cái nó dừng lại. Rồi. Đây nhá. Đấy, rồi. Mình muốn mở một ít để nó trời mưa thì mình sẽ ấn một cái. Bấm nó dừng. Bấm nó dừng. Đang vào thì ấn thì nó chạy ra. Ừ. Đang vào này. Ấn ngay chạy ra. Rồi. Đấy. Tức là mình đang vào thì ai bước lên thì mình muốn. Còn trời mưa thì đang ra. Rồi. Ấn ngay dừng. Đấy. Okay. Mày nên mình hướng dẫn mở tay phát cho nó xong cuối cùng. Đóng cửa. Nếu mình kẹt hồ sơ đúng không? Mở tay hết ra đúng không? Khi hết điện rồi anh lên tay anh tìm trong cái kiểu này này. Đấy anh kéo lên. À rồi. Coi đồng thời anh mở. Rồi. À rồi. Cái cửa mở ra. Rồi. Nó chỉ thao tác chỉ đơn giản thôi. Anh cứ đẩy kiểu lên kéo mở cái tay này hai cái dồn vào nhau rồi. Rồi, ok, xong. Sao? Rồi, cảm ơn nhá. Dạ. Thôi về ông nhỏ nhé.